Chào quý vị và các bạn. Nhân đầu sáng thì tôi chúc quý vị và các bạn có một cái phiên giao dịch tích cực trong ngày hôm nay, thu được nhiều lợi nhuận. Tôi vừa mới đọc các cái comment của các bạn ở trên cái kênh của tôi thì tôi thấy một điều là các bạn khá sốt ruột về cả cái việc gọi là xem cái danh mục cổ phiếu. Để cho nó thoải mái cho các bạn ấy, thì tôi sẽ thay thay đổi chiến lược một chút, có nghĩa là cái danh mục cổ phiếu tôi sẽ cho các bạn sớm hơn, tôi cho vào buổi tối đúng không? Có nghĩa là tôi sẽ đảo cái clip buổi sáng, đầu giờ sáng cho danh mục ấy, thì tôi sẽ cho vào buổi tối để cho các bạn có nhiều thời gian các bạn xem, các bạn nghiên cứu. Có lẽ là các bạn sốt ruột là vì là cái danh mục cho buổi sáng nó sát vào cái giờ giao dịch quá, các bạn không tìm cổ phiếu nó chậm nên là các bạn ấy như thế đúng không? Và một bạn nữa là bạn Mạnh Hoàng hay là Hoàng Mạnh thì bạn ấy nói là bạn ấy muốn có cái danh mục lọc lúc 10 giờ sáng hoặc là 10 giờ 30 phút. Thì về cơ bản ấy là cái lúc 10 giờ sáng và 10 giờ 30 phút ấy nó rất ít cổ phiếu thỏa mãn, bởi vì cái khối lượng giao dịch nó cũng chưa đạt được yêu cầu. Đấy, các bạn hình dung như thế, nó có khi là nó mới, tất nhiên nó cũng sẽ có những cái phiên mà nó có cổ phiếu, ví dụ như là những cái phiên mà người ta ATO nó khối lượng lớn, cổ phiếu tăng trưởng mạnh, nhưng mà cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán đang tăng mạnh cơ, còn cái giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh. Đấy, có thể nó không giảm sâu hoặc là có thể nó không giảm nhưng nó đang lình xình để đợi, một là đợi các cái chính sách mới, đợi kết quả báo cáo tài chính của quý 2, rồi đợi dòng tiền mạnh mẽ mới, và đôi khi có khi là đợi cả một cái hệ thống giao dịch mới mà Ủy ban chứng khoán nhà nước nói là sẽ được thay thế vào tháng 7 tới đúng không? Đấy, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố như thế thì dòng tiền người ta vẫn lưỡng lự, người ta đứng đợi ở ngoài nên là tìm nó khó. Và một cái điều nữa ấy, là tôi cũng ngoài cái công việc này tất nhiên là tôi rất yêu thích, tôi làm là vì cái sự yêu thích của tôi nói rất là thật là như thế. Tuy nhiên ngoài cái công việc này tôi cũng còn rất nhiều công việc khác, tôi không phải là và tôi cũng nói như này để các bạn hình dung ra này, đầu tư là phải kiên nhẫn, và cái việc mua cổ phiếu ấy không phải là các bạn cứ mua hàng ngày là sẽ chiến thắng đâu. Có nhiều hôm tôi không mua, nhiều hôm có danh sách đấy tôi thấy vẫn có cổ phiếu đẹp và tôi không mua, lý do ấy là tôi thấy thị trường tại cái giai đoạn này chẳng hạn nó đang có những cái rủi ro nhất định thì tôi không mua nhá. Và ở trong cái danh sách mà tôi cho các bạn ấy, các bạn không cần phải cố gắng mua rất nhiều cổ phiếu, các bạn chỉ cần tìm một hai hoặc thậm chí ba cổ phiếu là quá đủ rồi. Đây, các bạn hình dung ra cái cổ phiếu AA này, tất cả những bạn nào mà mua tại cái điểm mua đẹp, điểm mua này thì đều đang có lợi nhuận rất là lớn, lợi nhuận nhất rất là lớn rồi nhá. Đấy, và nó chưa dừng lại, đây đang bán cái đường giải trên của cái giải 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 Ben ở trên này đúng không? Và tôi nghĩ là nó sẽ còn tăng nữa hoặc là sẽ có điều chỉnh nhẹ sau đó sẽ tăng tiếp chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng bây giờ vào thì là sẽ có rủi ro rồi nhá, bởi vì người ta đã lãi rất là nhiều rồi, các bạn hình dung không? Đấy, thế thì ở trong cái danh sách ấy các bạn có cần phải lấy nhiều cổ phiếu đâu, các bạn chỉ cần một hoặc hai cổ phiếu, và thậm chí có nhiều giai đoạn ấy, và cụ thể hơn là cái giai đoạn này này, là tôi hay làm cái động tác ấy là tôi lướt sóng ở trên những cái cổ phiếu đầu tư của tôi, có mỗi nghĩa là tôi cứ mua xong tôi bán, tôi không bán hết, tôi chỉ bán cái lượng mà tôi mua thôi, tôi thấy giá nó thấp quá tôi mua. Nhưng mà cái cổ phiếu đấy là cổ phiếu mà tôi đầu tư dài hạn, cái danh mục đấy là danh mục dài hạn mà tôi đã mua được ở cái giá rất là thấp rồi, các bạn hình dung không? Bây giờ tôi đã đang lãi rất là nhiều ở cái cổ phiếu đấy rồi, tôi không bán hết nhưng tôi thấy nó giảm giá tôi mua vào, xong nó tăng giá lên thì tôi đoán là nó lại có sóng nó sẽ giảm xuống thì tôi lại bán ra. Đấy, đấy là cái cách làm của tôi, và tôi nghĩ là các bạn cũng nên làm như thế. Và tôi làm như thế là để ví dụ như có những cái ngày mà nó cũng tôi thích giao dịch để cho nó vui đúng không? Đấy, hoặc là tôi có những cái khoản tiền mà tôi đặt ra 50 triệu hoặc 100, đấy là để tôi dạng theo kiểu là thích cái phiêu lưu mạo hiểm đúng không? Tôi mua những cái cổ phiếu dạng đánh bạc đúng không? Đấy, để cho nó, nhưng mà lâu lâu tôi mới làm một lần chứ tôi không làm liên tục cái động tác đấy, ví dụ như một tháng hoặc là thậm chí cả năm tôi mới làm một lần thương vụ như thế thôi, để tôi thử xem cái vận may của tôi nó ở đâu.
nha, và tôi còn rất nhiều công việc khác, chứ không không phải là cứ ngồi ngồi trực ở trên cái bảng giá, mà ngay cả cái động tác các bạn có ngồi trực ở trên bảng giá ấy, thì cũng chưa hẳn các bạn đã mua được cổ phiếu tốt nha. Thế thì có một cái câu hỏi của một bạn rất là hay, là bạn ấy hỏi là các cái cổ phiếu mà khuyến nghị, tôi không khuyến nghị nhá, các bạn mua hay bán là kệ các bạn thôi, còn tôi không khuyến nghị. Bạn nào nói là nếu cổ phiếu khuyến nghị ngày 21 tháng 6 thì mua tốt nhất là ở ngày 21 tháng 6 hay là mua hôm sau cũng được. Đấy thì đây tôi lại nói với các bạn nhá, là tôi không khuyến nghị, và cái này ấy, là hệ thống của tôi lọc ra thì tôi dùng ấy thì nó cũng hơi ấy, và tôi thấy là tôi chia sẻ cho các bạn, thì nếu như các bạn tìm được một cái cơ hội tốt để kiếm được lợi nhuận ấy, thì là tôi cũng là rất là vui và nó là có ích cho các bạn, nên là tôi làm. Thế thì ví dụ như cái điểm mua này nhá, ai mà mua cái điểm mua này nhá thì là không thành công đấy, các bạn hình dung không, bạn mua xong nhá nó tăng được một phiên tiếp theo này, xong phiên sau giảm này, thì phiên này cổ phiếu vẫn chưa về, phiên này mới về này, phiên này mới về, cổ phiếu mới về này, thế phiên này các bạn sẽ bán hay giữ? Nếu các bạn bán thì hòa vốn đúng không, may ra thì hòa vốn, còn không thì lỗ một ít, còn nếu không ấy, nó trượt xuống dưới này thì các bạn lỗ rất là nhiều, thì các bạn bán hay giữ? Nhưng mà các bạn mua ở cái phiên này này thì các bạn lấy lãi đúng không? Thế thì cái danh sách mà tôi cung cấp cho các bạn ấy là cổ phiếu tiềm năng ấy, nó có những cái đặc điểm này. Thứ nhất là cái mức độ giao dịch của cái cổ phiếu đấy nó nhiều, có nghĩa là có rất nhiều người muốn mua và có rất nhiều người muốn bán. Thì các bạn hình dung là các bạn muốn kiếm tiền đấy thì các bạn phải đi vào những cái chỗ mà nó có nhiều cái giao dịch thì các bạn mới kiếm được tiền. Nhưng bây giờ các bạn lại mua cái cổ phiếu dạng nó chả giao dịch tí nào, mà chả, hoặc là cái khối lượng giao dịch của nó rất là thấp ấy, thì các bạn mua bán làm sao được, các bạn hình dung không? Thế thì các bạn xem danh mục, bởi vì là cái mỗi lần mà tôi tìm ra một cái danh mục ấy thì là tôi không, thường ấy là tôi sẽ không lưu được lại, nên là cái việc mà tôi làm cái kênh này ấy, là nó có rất là hay, giúp tôi rất là hay, là tôi hay xem lại cái danh mục cũ lắm, và tôi tìm những cái cổ phiếu ở trong cái danh mục cũ đấy, tôi tìm những cổ phiếu, ví dụ như cái cổ phiếu ROT này, tôi phát hiện ra từ từ ở những cái cây cây này đúng không, cái này đúng không, là tôi đã có, tôi không nhớ là đấy, khoảng những cái clip đầu tiên ấy là tôi đã phát hiện ra cái cổ phiếu này nó tạo cái nền đẹp, và tôi đã cho các bạn là cổ phiếu này, nhưng mà đến bây giờ ấy nó vẫn chưa có, chưa chưa thực ra ấy, nó có mỗi cây nến này là cây nến là khá đẹp để vào thôi, nhưng mà cây nến này mà vào ấy thì nó chưa tạo ra mô hình, nó chưa vẽ xong mô hình đấy, còn lại đến bây giờ nó vẫn chưa có tín hiệu chạy và cũng chưa có tín hiệu báo là sắp chạy, các bạn hình dung không? Và tôi vẫn theo dõi nó, tôi vẫn đang theo dõi nó nha, tôi vẫn đang theo dõi, có mỗi cây nến này này là cây nến là tưởng là nó chạy nhưng mà nó lại không chạy đấy, cây nến này, bởi vì cái khối lượng của cái cổ phiếu này ấy, nó phải rất là cao, và khối lượng ở đây nó cũng chưa đạt yêu cầu, nó lớn hơn có một tí thôi đấy, ví dụ thế. Nhưng mà tôi vẫn phải cho nó vào đây, lý do là nếu như các bạn phải đợi cái khối lượng to đùng lên các bạn cứ đưa vào ấy thì nó đã muộn rồi, các bạn không nhìn thấy được. Nhưng các bạn nhìn thấy sớm, các bạn theo dõi cứ ngày nọ qua ngày kia các bạn theo dõi nó, và các bạn kiên nhẫn, các bạn đừng có làm một phát giao dịch hết tiền ở trong tài khoản xong rồi bắt đầu ngồi đợi, ngồi cầu mong nó lên hoặc là cầu mong nó xuống, thì lúc đấy nó mệt lắm đúng không? Đấy, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta ngồi, chúng ta đợi, và không nhất thiết là chúng ta cứ phải giao dịch liên tục nhé, không nhất thiết là phải giao dịch liên tục, tất nhiên đấy là dài hạn là nó cũng phải có thời gian, chứ không phải là các bạn cứ nắm mãi trong đến lúc bán nó lỗ một đống tiền, không làm thế. Tôi vẫn phải giao dịch để tôi biết hàng tháng tôi phải kiếm được bao tiền, thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, tôi chia cái danh mục tiền của tôi chia thành các phần đấy đúng không, và 1/5 ấy là tôi đầu tư dài hạn, tôi mua tôi không để ý đâu, nó lên hay nó xuống kệ thôi, thỉnh thoảng tôi để ý đến nó là vì tôi thấy nó có sóng, tôi thấy nó biến động có sóng thì tôi lại mua bán đấy. Đấy là cái cách mà tôi nói với các bạn là mua bán trên những cái cổ phiếu đầu tư của mình, ví dụ những cái giai đoạn rủi ro như này này thì phần lớn là tôi giao dịch trên các cái cổ phiếu đấy, thì tôi có hai cổ phiếu mà bây giờ tôi vừa mới thêm vào danh sách là ba cổ phiếu là tôi đầu tư theo kiểu dài hạn, thì là tôi cứ mua bán trên cái cổ phiếu đấy, tôi cứ mua bán trên cổ phiếu đấy, tôi không lướt đấy, tôi lướt sóng ở trên các cái cổ phiếu đấy, nó cứ lên cao thì tôi bán bớt đi, xong nó xuống thấp tôi lại mua vào đấy, đấy là cái cách đấy. Còn còn ở trong cái danh mục ấy là tôi phải quan sát rất là nhiều, đợi rất là điểm rất là tốt thì tôi mới mua nhá. Đấy, và tôi là người mà
cái chương trình này tôi là người viết ra nó, đúng không? Và tôi hiểu rất rõ những cái điểm này tại sao nó lại là điểm mua nhá. Nhưng mà tôi vẫn bỏ lỡ cái cổ phiếu AA này, tôi nói cho rất nhiều người mua nhưng mà tôi lại không mua. Lúc đấy tiền của tôi là tôi chưa bán được các cái cổ phiếu khác ra thì tôi không mua thì hôm sau nó lên mạnh rồi thì tôi không mua nữa. Đấy, nhưng mà tôi không ngờ nó lại lên mạnh như thế, thì không phải là lúc nào tôi cũng mua được những cổ phiếu mà đúng thời điểm, bởi vì trong cái danh sách đấy tôi cũng giống như các bạn thôi, tôi cũng nhìn ở trong đấy tôi mua thôi. Nên các bạn cũng nên kiên nhẫn và tìm kiếm các cái cơ hội cho mình, chứ đừng vội vàng quá là mất tiền. Ví dụ mua cây này chẳng hạn là mất tiền, đúng không? Mua cây này là mất tiền. Và cái quy luật mà quan trọng nhất chúng ta cần phải học ấy là quy luật cung và cầu. Đấy, cứ bên nào mạnh hơn thì là giá nó sẽ chạy về bên đấy, đúng không? Ví dụ bên mua mạnh hơn thì nó sẽ đẩy giá lên, còn bên bán mà mạnh hơn thì nó sẽ đẩy giá xuống, đấy là bình thường. Sau khi học hiểu rõ được cái quy luật đấy thì hôm trước tôi đã có cái clip, mà không phải hôm trước mà hình như hôm qua đấy, thì các bạn phân biệt ra là lúc nào là cung mạnh và lúc nào là cầu mạnh, thì nó có những cái dấu hiệu. Những cái dấu hiệu đấy thôi nhưng mà nó vẫn có những cái ngoại lệ mà nó làm cho cái dấu hiệu đấy nó sai nhá. Ví dụ như người ta cố tình người ta làm cho cái cung giả, cung ảo, đúng không? Đấy là cái cách mà đội lái người ta vào tiền đỡ tiền vân vân đấy, cổ phiếu ví dụ SLC đấy chẳng hạn, là nhìn vào thấy cung giả, đúng không? Cung giả hoặc là cầu giả. SLC thì nó làm cả hai, cả cung giả cả cầu giả. Lúc thì nó đặt một cục ở bên mua, lúc thì nó đặt cục bên bán nhá. Và cái cục đặt đấy là không phải nhà giao dịch bình thường đâu. Đấy, tất cả những cái cục đấy là nhà đầu tư tổ chức cá mập người ta đặt vào. Người ta mục đích là người ta đặt cái cục vào như thế, và ví dụ đặt một cục to đùng vào bên bán là ý là bảo các bạn bán đi. Bởi vì là đang có một cái khối lượng bán rất là lớn. Bán đi, đúng không? Bán thì nó gom hàng chẳng hạn. Xong những lúc sau nó đặt một cục ở bên mua rất là to, bảo là các bạn là đấy đang mua đấy, các bạn mua đi để đẩy giá, đúng không? Và một cái cách nữa là người ta đặt như thế là để người ta đánh giá xem là cái lượng cung tiền nó vào nhiều hay ít, hoặc là cái lượng hàng bán ra nhiều hay ít. Đấy, để khi mà người ta đánh giá được cái mức độ đấy ấy, thì người ta mới ước lượng được là tôi đang cầm một lượng tiền là 500 tỷ chẳng hạn, tôi có đẩy được giá lên hay không, tôi có đánh thắng được hay không, vân vân, thì người ta sẽ bắt đầu người ta sẽ tính những chuyện đẩy giá. Thì cái đấy nó rất là khó nha. Còn nếu như cung cầu bình thường nó không bị ảnh hưởng bởi các cái cung ảo, cầu ảo ấy, thì các bạn sẽ từ cái việc là đánh giá được quy luật cung cầu của một cổ phiếu nhé. Ví dụ như một cổ phiếu các bạn đánh giá được quy luật cung cầu rồi thì các bạn sẽ đánh giá xem các cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng đến cung và các yếu tố nào ảnh hưởng đến cầu. Đấy, cái yếu tố ảnh hưởng đến cầu lớn nhất ấy, thông thường là chỉ có phát hành cổ phiếu rồi chia tách cổ phiếu vân vân thôi. Đấy. Cung ấy, thì là sẽ là phát hành cổ phiếu, chia tách cổ phiếu thôi. Còn cầu thì nó liên quan đến các cái yếu tố về kinh tế, ví dụ như là giá nguyên vật liệu tăng, là tất cả thứ nó ảnh hưởng đến là nhu cầu mua vào nó tăng lên thì nó sẽ tăng lên thôi. Đấy, đấy là những cái mà các bạn đánh giá thêm, và các bạn xem những cái thông tin khác thì các bạn sẽ nhận định được là nên mua cổ phiếu này. Chứ còn không phải là các bạn mà chơi theo cái bài gọi là cứ nhìn thấy tín hiệu này là mua ấy, và nhìn thấy tín hiệu là bán ấy, thì cũng có thể là cái hệ thống của tôi nếu mà giao dịch với số lượng lớn, số lượng cổ phiếu khoảng 7, 8 đến 10 cổ phiếu một phiên ấy, thì cái khả năng chiến thắng cũng được, nhưng mà kiếm không được nhiều tiền đâu. Tôi đã thử rồi, không ăn thua. Đấy, đấy, tôi đã thử mà tôi đã có cái cách là tôi cũng chia sẻ với các bạn đấy, là cứ hôm nay là ví dụ như có 10 cổ phiếu, tôi chọn 10 cổ phiếu tôi mua, tôi chia thành tiền thành 10 phần bằng nhau nhé. Phải chia bằng nhau thì mới kiếm được lợi nhuận, còn chia mà không bằng nhau thì là lỗ. Chia 10 phần bằng nhau nhé. Tôi mua xong rồi T cộng 3 về, những cổ phiếu mà nó giảm giá tôi bán hết. Đấy, xong rồi những cổ phiếu tăng giá thì nó tăng, tôi đợi thêm 1-2 phiên sau tôi bán ấy, thì tôi sẽ lãi được một ít tiền. Đấy, tôi đã thử rồi. Tôi cầm ví dụ 100 triệu chẳng hạn, tôi chia thành 10, mỗi cổ phiếu tôi mua 10 triệu thôi. Đấy, tôi mua vài cổ phiếu 10 triệu và T cộng 3 về là tôi bán hết những cổ phiếu mà nó đỏ. Bán hết luôn, không nghĩ ngợi gì hết, bán sáng hôm sau là tôi bán luôn. Mà thường ấy, những cổ phiếu mà nghĩ đến chuyện bán ấy là hai cái phiên tiếp kế tiếp ấy là không mua, mà nhìn thấy là nên bán luôn nhá. Ví dụ tôi mua ở cây này. Đấy, cây này bình thường nó là tín hiệu mua này. Đấy, cây này nhá, vượt nền giá nhá, giá lên nhá, nhưng ở cái hệ thống này thì nó không cho tín hiệu mua.
Đấy vừa nền giá nhá, khối lượng lớn nhá. Đấy. Đấy, RSI lúc bấy giờ đang tiến đến 60 nhá. Và MACD thì đang tín hiệu đẹp nhá, hai cái đường này nó đang tách ra và đường MACD đang vổng lên nhá. Tín hiệu mua nhưng mua ở đây thất bại. Hôm sau đây ra tín hiệu bán rồi đấy. Đấy. Tôi nhìn vào đây tôi không cần mũi tên đâu, tôi nhìn tôi biết ngay là chỗ nào là chỗ mua, chỗ nào là chỗ bán. Bởi vì là tôi đã luyện tập cái này rất là nhiều rồi, tôi rất là nhiều rồi, còn tôi viết cái này để tham khảo thôi, để cho nó chúng ta nhìn vào đây chúng ta ấy. Còn tất nhiên ấy là mua theo cái tín hiệu ở đây là nó vẫn đúng rất là nhiều. Đấy, nó vẫn thành công rất là nhiều. Đây là bên này cái tín hiệu mua ở đây này. Đấy. Đấy, các bạn hình dung đấy. Hai hệ thống nó khác nhau. Cùng là tôi viết thôi nhưng mà tôi đặt các cái dấu hiệu khác nhau, nó còn nhiều dấu hiệu khác nữa mà chúng ta không để tất cả dấu hiệu vào, đúng không? Thôi rồi, không làm mất thời gian của các bạn, bây giờ tôi chạy chương trình cho các bạn cái danh mục cổ phiếu tiềm năng và các bạn nên làm theo cái cách của tôi nói nhá. Và tôi thường xuyên tôi xem lại các cái danh mục cũ đấy, tôi làm cái kênh này cũng mục đích là để tôi có thể xem được lại các cái cổ phiếu cũ, cổ phiếu ở những phiên hôm trước. Là chương trình của tôi chạy lại nó rất là phức tạp nên tôi không, gần như tôi không chạy lại mà tôi phải tìm ở đấy nhá. Bởi vì chạy lại thì các bạn hình dung ra là cái nến nó ấy rồi thì chạy vẫn chạy được, tôi vẫn có cách tôi chạy được nhưng mà nó mất thời gian mà nó ấy. Thì tôi chỉ cần mở clip ra tôi xem và tôi lại tìm kiếm được, tôi gõ từng cổ phiếu vào đây một thì tôi biết xem là nó vận động như thế nào thì tôi có thể mua hay không. Đây tôi cho các bạn cái danh mục cổ phiếu. Đây, những cổ phiếu tiềm năng này đây nhá, các bạn có thể nghiên cứu. Còn tối nay thì tôi sẽ cho luôn các bạn danh mục này để các bạn có thể thoải mái nghiên cứu sớm, không thì các bạn lại cứ lo là nó mất cơ hội. Cơ hội nó luôn 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 có, hết ngày này qua ngày khác, và chúng ta không nên gọi là quá vội vã, đúng không? Chúng ta cứ từ từ chúng ta nghiên cứu từng cổ phiếu một và chúng ta nghĩ khi nào nó chắc rồi. Đấy, và cứ nhớ cái câu của ông Warren Buffett, ông ấy nói đấy, là chúng ta không cần phải đánh tất cả các quả bóng ở trong cái môn bóng chày đấy ném về chúng ta, mà chúng ta chỉ lựa vào cái quả nào nó ngon nhất thì chúng ta đánh thôi. Đấy nhá, cổ phiếu Novaland thì nó có cái phiên mua nhá, nhưng cái phiên này tôi nghi là nó thất bại đấy. Đấy, ví dụ như thế nhá. Đấy, phiên nếu như nói về kỹ thuật đấy thì cái cây này là cây mua rất là đẹp, chả có chê trách gì cả. Khối lượng giá tăng mạnh này, khối lượng tăng mạnh này, khối lượng tăng hơn 2 lần nhá, khoảng 2,5 lần đấy, giá tăng mạnh đấy. Cái đường MACD thì chuẩn bị có tín hiệu đảo chiều này, cái đường đỏ này nó cắt lên đường xanh đỏ chiều nhá. RSI thì vượt 60 rồi đấy, nó còn các cái thông số khác nữa là ở góc biểu đồ khác thì thỉnh thoảng tôi mới bật ra thôi. Cái chương trình này tôi mới cài lại nên tôi đã làm mất các cái ấy của tôi rồi, nó còn đo dòng tiền rồi các thứ thì tôi có các cái đấy, tôi không hay mở cho các bạn xem nhưng mà đấy tôi trang bị hết, đúng không? Vài cái của tôi là tôi làm cho nó đầy đủ tất cả các cái thứ để tôi có thể đánh giá một cổ phiếu rồi nhá. Nhưng mà đấy, tiếp theo này cổ phiếu là HNG nhá. HNG thì tôi đã nhắc với các bạn là rất là nhiều rồi, nếu như các bạn theo dõi kênh của tôi ấy, thì các bạn sẽ thấy là điểm mua tôi đã cho các bạn điểm mua, tôi cho cái cổ phiếu này từ cái điểm mua này cơ nhá. Đấy, nhưng mà không phải là cứ cho điểm mua thì tất cả các bạn cũng sẽ mua, nó sẽ có những bạn mua và tôi biết có những người mua cổ phiếu này sau đó còn hỏi tôi là đến cái phiên này hỏi tôi mua thêm có được không, nhắn tin cho tôi hỏi mua thêm có được không, và đến đây thì người ta đã có lợi nhuận rất là lớn rồi. Đấy, lợi nhuận đáng kể rồi, đúng không nhỉ? Đang có lợi nhuận đáng kể rồi, cỡ phải 15% rồi. Đấy, ví dụ thế nhá. Cổ phiếu AA này cũng thế, đây điểm mua này có là tôi đã có danh mục cho các bạn rồi và đang lãi rất là nhiều. Đấy, nó, tất cả những cái cổ phiếu đây, ba cái cổ phiếu Novaland thì hôm nay rồi, hai cổ phiếu trên là tôi đã cho từ rất là lâu rồi. Đấy, và vấn đề chính ấy là các bạn phải tự các bạn chọn ở trong đấy. Các bạn hình dung ra cái danh sách nó chỉ có khoảng 20-30, ở đây có 37 cổ phiếu thôi. Thì các bạn chọn nó dễ hơn nhiều so với việc các bạn chọn ở trong cái danh mục nó cỡ khoảng 1.700 cổ phiếu. Tôi nhớ không chính xác lắm nhưng nó khoảng 1.700 cổ phiếu. Các bạn chọn nó khó đây, tôi cho các bạn một cái danh sách nó tóm lược rồi. Trong cái danh sách tóm lược này ấy thì các bạn chú ý là những cái cổ phiếu nào nó lạ quá ấy, thì các bạn không nên mua ngay mà các bạn
Tôi xin lỗi tí, bị gián đoạn một tí, có người người ta gọi đúng không? Tiếp theo là cổ phiếu MWG. Đấy, MWG nha. DRC, KSB. KSB có bạn hỏi đấy thì nó vẫn đang đẹp nhé. OI, OI thì hôm qua là một phiên mua đẹp. DLG, DPM, HAG, ASM, ASM, MSR, VOS, VOS là cái tên mà nhắc rất nhiều rồi đúng không? Đấy, nó cứ thế nó tăng mà tôi cho tín hiệu mua từ đây đấy. Tôi cho các bạn danh mục cổ phiếu từ đúng từ chỗ này. Những bạn nào mua chỗ này thì cái con này là lãi rất nhiều rồi, lãi phải cỡ khoảng 40-50%. Đúng không? Từ giá có thể bạn mua từ giá 4 chấm mấy này lên đấy khoảng TTF. Đấy, TTF nhá. TTF thì tôi cũng cho phiên mua từ đây cho các bạn mua từ đây nhá. Nhưng mà nó xuống xong bây giờ nó lên và đến đây thì cũng lãi rất là nhiều rồi. LAS, BCG, HHS, TTA nhá. TTA là cái cổ phiếu này là tôi nhắc từ hôm qua đấy, phiên mua hôm kia đấy đúng không? Hôm kia đấy và tôi cũng có nói là cái cổ phiếu cái nền đẹp rồi đấy đúng không? Thì hôm nay hôm vừa rồi nó tăng mạnh nhá. PLC, HT1, NT2, TDH, HHP, HHP. PHC, DRH, PLP, VNA, ACM, ACM, NBC, HAR, TGG, DHM, HHG, HHG. Tôi không hiểu tại sao cái chỗ này nó lại không có điểm mua, nó bị lỗi gì, nó bị một cái tiêu chuẩn gì nó không phù hợp. Đấy, cho chặt quá thì nó lại không có điểm mua, nhưng bên này chắc chắn là có điểm mua này. Đấy, các bạn thấy không? Bên này cho nó chặt quá nên là nó không tạo ra điểm mua nha. TNI điểm mua. VRC, VNE và KSQ. Đấy, cuối cùng 37 cổ phiếu. Và tôi hy vọng là trong 37 cổ phiếu này, trong 37 cổ phiếu này thì các bạn chú ý là có rất nhiều cổ phiếu tôi đã khuyến nghị rất là lâu rồi và nó đang tăng mạnh rồi. Tăng mạnh rồi ấy thì không nên vào, và tôi đã nói với các bạn là những cổ phiếu mà nó chạy quá cái điểm mua khoảng 7% trở lên thì không nên mua nữa. Không nên mua nữa. Đợi nó vào cái điểm kia đẹp, điểm mà nó không tăng mãi đâu, đúng không? Nó tăng kiểu gì đây, nó tăng mạnh lên này, nó sẽ có những cái đoạn mà nó lình xình để nó thoát bớt các nhà đầu tư nhỏ lẻ chẳng hạn. Và các bạn thấy nó vẫn mạnh ấy, thì nó có điểm mua mới thì các bạn sẽ mua vào, chứ đừng mua vào cái cây này chẳng hạn thì may thì ăn, không may thì nó lại vào cái đoạn lình xình này thì các bạn lại phải cắt lỗ. Lý do ấy là nếu như các bạn không cắt lỗ ấy thì nó xảy ra cái trường hợp như này này, trường hợp nó tăng lên ấy thì rất là tốt, đẹp rồi, không nói làm gì thì chúng ta có lãi, nhưng mà nó lại không tăng lên, nó lại nhao xuống thì sẽ lỗ rất là nhiều. Và nhiều khi ấy nó nhao xuống rồi nó không lên được ngay đâu, nó không vòng lên ngay đâu, và nó đợi có khi cả nửa năm nó mới bắt đầu nó quay lên. Đấy, nên là chúng ta phải cắt lỗ là vì thế. Và chúng ta khi mà chúng ta cắt lỗ ấy thì chúng ta lại có dòng tiền mới và chúng ta có thể mua vào cái cổ phiếu khác. Đấy là cái lý do phải cắt lỗ. Tuy nhiên là cái việc mà cứ giao dịch liên tục, cứ mua bán liên tục, cứ vừa mới mua xong lại bán, xong lại vừa mua xong lại bán ấy thì cũng không phải là cái cách mà để đem lại lợi nhuận cao đâu nhé.
Đấy, các bạn phải ghi cái sổ giao dịch của các bạn ấy, cái lịch sử giao dịch ấy, để đánh giá xem là các bạn thường giao dịch bao nhiêu phiên thì là lãi nhất, thì các bạn để nhá, để đấy, thường thường ấy là các bạn gặt hái được cái lãi lớn nhất ấy, là nó nằm ở, ở cái việc nắm giữ cổ phiếu bao nhiêu phiên đấy, cái đấy nó quan trọng nhá. Cuối cùng thì chúc các bạn kiếm được những cái cổ phiếu tốt, đầu tư thành công và có những cái lợi nhuận đáng kể trên thị trường chứng khoán. Và các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Chúc các bạn đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.